Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Đồ Gỗ Thành Luân trên kênh YouTube. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2015. Bây giờ là 23 giờ ngày 28 tháng 12. Và cũng sắp sửa đến ngày 29 rồi. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2015. Nên Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi cũng dù mặc dù đã khuya rồi, chúng tôi vẫn quay clip để giới thiệu với quý vị hai pho tượng chúng tôi gọi là tượng. Đầu tiên tôi giới thiệu với quý vị pho tượng Tế Công ôm tảng đá được chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay tạo dáng. Ông Tế Công này bám vào tảng đá và khúc gỗ này là gốc cây của gỗ hương, gỗ giáng hương. Sau khi chúng tôi khai thác được cái gốc gỗ này, chúng tôi đã tạo dáng cho thợ nghệ nhân, các nghệ nhân tạo dáng đục thành hình ông Tế Công ôm các tảng đá và dựa vào tảng đá. Quý vị và các bạn cũng biết là cái tích của ông Tế Công này rồi, quý vị nên trên mạng search ông Tế Công này có chúng ta chơi trong phong thủy ở của gia đình thì ông Tế Công này có ý nghĩa, rất ý nghĩa. Ông này, bắt ma trừ tà rất tốt trong phong thủy. Đây vừa đây quay sát mặt ông cụ Tế Công này quý vị xem đục như thật. Ông Tế Công này cũng có ở trong thập bát La Hán của Trung Quốc. Đây, quý vị thấy. Đây là cánh tay của cụ, cánh tay ôm vào tảng đá. Đây là tảng đá, đá này đá tự nhiên. Chúng tôi là cái gốc cây này, nhưng ngày xưa là mọc ở các cái núi đá. Đấy thì là khi chúng tôi khai thác được, chúng tôi là vẫn để nguyên đá này tự nhiên từ ngày xưa đến giờ. Là ôm vào tảng đá để mà kiếm được cái cây gỗ nó độc đáo như thế này, không phải là đơn giản. Đây ông, chúng tôi sẽ quay sát ông, lưng ông dựa cũng dựa vào một tảng đá phía sau lưng. Đây quý vị thấy, đây phía sau lưng ông cũng là một tảng đá rất to, không phải là lúc nào cũng có thể kiếm được cái gốc cây như này. Đây ông Tế Công thì là tích ngày xưa đến nay rồi, tức là ông một chân đất và một chân dép. Đây chân này ông đi đất và một chân này ông đi dép. Đây đây là chân ông, người ông tựa vào tảng đá này rất đẹp, rất tự nhiên. Trong phong thủy ông rất chi là tốt, trừ tà bắt ma. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là kiếm được cái khúc gỗ, cái gốc gốc gỗ hương này cực kỳ là quý hiếm, rất quý hiếm, không phải lúc nào cũng tìm được cái gốc như này. Và Thành Luân chúng tôi cũng tuyển chọn toàn các nghệ nhân có tay nghề cao để tạc lên cái ông cụ Tế Công này. Đấy, quý vị thấy. Gốc này thường chúng tôi gọi là lũa, lũa hương. Vì sao lại tự nhiên và giá trị như đến vậy? Tại vì là không phải lúc nào cũng kiếm được các cái gốc lũa này, gỗ hương này mà ôm tảng đá này, tảng đá tự nhiên này. Và khi chúng tôi khai quật được cái gốc gỗ hương này, chúng tôi là đầu tiên là cũng không nghĩ là ra là đục cái gì. Sau đó về bàn bạc ý kiến cả gia đình, có từ xưa đến nay là có nghề gia truyền rồi, chúng tôi đã bàn bạc và tạc lên cái ông Tế Công. Ông Tế Công này lưng tựa đá mỏm đá này, tay ôm mỏm đá này, cầm dây hạt này, đấy, người cũng tựa vào phiến đá này. Quý vị thấy, tôi quay sang rất đẹp.
ông Tế Công này và ông Đạt Ma Sư Tổ đều có gọi là cái tích phong thủy như nhau, là trừ tà bắt ma. Và tiếp theo nữa là một giỏ hoa. Giỏ hoa chúng tôi cũng là khai thác được từ tự nhiên, là gốc cây đây. Các gốc cây này nó ăn vào các cái tảng đá, khi chúng tôi khai quật lên thì vẫn còn nguyên đá như này. Và cái này thì là nó phù hợp với cả cái giỏ hoa, là chúng tôi là tạc thành cái giỏ hoa này, giỏ hoa phong lan, hoa cúc, rồi là sóc, rồi là hoa mai, hoa đào, đủ kiểu, có 5 loại hoa trong cái giỏ này. Thành luôn chúng tôi là tạc lên đây. Hoa này cũng mọc ở các núi đá, cũng sắp đến năm mới rồi, chúng ta nên sắm cho nhà gia đình một giỏ hoa này. Hoa nở quanh năm, hoa nở này có rất có ý nghĩa đối với các gia đình. Vừa đục chạm hoa lan, hoa cúc và hoa đào, hoa mai rất chi là đẹp. Đây là chú sóc, sóc này chơi vườn hoa này. Các cánh hoa chúng tôi là nghệ nhân đục rất đẹp, rất tinh xảo như thật. Hoa gỗ này là chúng ta chơi để trong phong thủy của gia đình là rất tốt. Video clip quý vị đang xem trên màn hình đây, chúng tôi đang quay trực tiếp tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân, cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là hai tác phẩm là độc đáo của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Một là pho tượng Tế Công, tựa đá ôm đá tự nhiên, và thứ hai là giỏ hoa được chúng tôi là đục chạm tinh xảo, cũng mọc từ các phiến đá đây. Và chú sóc này rất đẹp rồi, tạc rất nhiều chú sóc chơi trong cái lọ hoàng, đúng phong cảnh tự nhiên, núi đá đồi núi rất đẹp, rất có ý nghĩa trong gia đình. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi bây giờ cũng là khuya rồi, cũng sắp sang đến ngày 29 rồi, nên là chúng tôi cũng được xin được tạm dừng cái video clip ở tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi những clip ở kênh Đồ gỗ Thành Luân trên YouTube của chúng tôi. Và quý vị nào mà có xem các clip này, quý vị khi chưa đăng ký cái kênh của chúng tôi thì quý vị có thể vào Đồ gỗ Thành Luân trên YouTube và kích vào nút đăng ký để liên tục được cập nhật các sản phẩm của Thành Luân chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi sản cập nhật 10 đến 15 sản phẩm lên quý vị theo dõi. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở trong những clip lần sau.